Rồi trước tiên để gần gần lại chút nữa, gần gần lại chút. Này nè. Rồi, trước tiên bà xem này để trả lời câu hỏi trong bụng có nước hay không. Nha, chắc trả lời là có. Nha, đây là cái dịch ở cụm đồ đô la nè. Đây. Nha, nó có cái hình màu gì? Màu xám, xám hơi đen một chút xíu. Đây là hình dịch ở cụm đồ đô la. Ở đây là gì? Là trực tràng nè. Thấy chưa? Ở đây là gì? Là tử cung nè. Đúng chưa? À, giữa tử cung và trực tràng là gì? Là cụm đồ đô la. Thấy nó lấp đầy một cái vật chất. Tại sao gọi là vật chất? Thì nó không có hình họ riêng của nó mà nó tuân theo cái hình của khoang bụng. Cái vật chất này nó có cái đồng độ cảm quan là gì? Là xám đen, nó là dịch. Vậy là bụng có nước. Đúng chưa? Rồi, đó là câu thứ nhất. Thế tuy nhiên ít cũng ít thôi chứ không có nhiều lắm. Tại bằng chứng là gì? Bằng chứng là trên cái phim này ta thấy là đâu có dịch ở quanh gan đâu, trên gan đâu nha. Rồi xem cái hình này, xem hình này thấy cái hình chủ đạo của cái gan này là gì? Là cái đường mật trong gan nó giãn rất là to nha. Những cấu trúc gọi là cấu trúc chứ không phải là vật chất, tại vì nó có hình của nó riêng của nó. Cấu trúc hình cành cây nha, hình cành cây cắt ngang cắt dọc, cắt ngang hình tròn, cắt dọc thì hình dài. Đôi khi cắt ngang ở chỗ nó phân nhánh thì thấy cái hình cành cây, cho nên nó là đường mật. Đường mật nha, thấy đường mật nó giãn nha. Hôm nay nó đây là tĩnh mạch cửa, cái ống dài trắng trắng này tĩnh mạch cửa. Mạch cửa này nó cũng giãn khá to đấy nha, giãn tĩnh mạch cửa trong gan nó giãn khá to. Xem hình này lách cũng to vừa phải nè. Đây là cái lách nè, chứng tỏ là gì? Bắt đầu có tăng áp tĩnh mạch cửa giai đoạn đầu, lách to độ 1 nha. Chứng tỏ là cái gan này sơ có dấu hiệu tăng áp tĩnh mạch cửa rồi nha. Rồi đây là gì? Đây là cắt ngang cái vùng túi mật và cái ống mật chủ nha. Đây là túi mật nè, nó có thấy nha. Rồi đây mật chủ, đây túi mật nè nha. Này đường mật trong bắt đầu, đường mật trong cái đốm gan nó bắt đầu nó đi xuống dưới, nó thành đây bắt đầu tạo thành cái vùng túi mật. Đây là ống mật chủ nè nha. Có thể đây là cái túi hạt man, nên lần theo ống mật chủ. Đây ống mật chủ giãn rất là to. Đường kính ống mật chủ là khoảng bao nhiêu? Có cái thước ở đây khoảng bao nhiêu? Gần 2 cm đường kính nha. Đây mật chủ ở đây nha. Đây bắt đầu vô cái đoạn ở trong đầu tụy, đúng chưa? Cái cạnh bên của nó là gì? Là tĩnh mạch mà treo đằng trên nha. Đây ống mật chủ ở đây nha. Đây là túi mật, đây là túi mật nha. Cái mật đây lần theo mật chủ dạng rất to nha, nằm ở trong cái đầu tụy nha. Dưới đây là gì? Dưới đây là động mạch chủ, kế bên là gì? Là tĩnh mạch chỗ bụng nha. Rồi tới đây mà thấy là gì? Tới đây mà thấy là có cái tràng nó hiện lên này. Ở trên đây chỗ những lá cắt trên không thấy rõ, từ tá tràng nó xẹp, đúng chưa? Ở đây tá tràng nó hiện lên. Nên xem cái dầu không có chút thành ống, thấy không? Có cái thằng rõ ha, thằng này nó thành ruột, đúng không? Đúng chưa? Đây tá tràng, đây là mạch chủ, đây là đầu tụy nè. Đi từ từ xuống ta sẽ thấy hai cái ống này nó sẽ đổ vào trong tá tràng nha. Nhìn cái hình này biết ngay là tổn thương lớn vào ta ở quận có một chủ ở đầu tụy, thấy nó tròn căng như thế này chắc chắn tổn thương nằm ở móng vào ta. Nên lần xuống nữa xem này, lần xuống cho đến khi nào hai cái này nó chập lại với nhau nha. Bắt đầu nó chập vô, chưa chập vô ha. Xem hình này. Rồi lần theo ta thấy là ở đoạn cuối mật chủ cũng có cấu trúc, chắc là có sỏ đây, sỏ này sỏ gì, sỏ bùn đây. Một cái tắc mật mà lâu ngày quá chắc chắn là nó sẽ hình thành sỏ mềm thôi chứ không phải là sỏ cứng nha. Rồi sắp vô đây. Ở đây chỗ này ta thấy có một cái chỗ nó chập vô nè, bắt đầu chập vô có một cái chỗ nó cái khối nó tăng quang mạnh nè. Chắc chắn này nè. Này. Đây bác sĩ ta đọc là u bóng va tan. U bóng va tan. Nha, đây là một trường hợp vàng da tắc mật. Nha, do u bóng va tan. Nha. Rồi túi mật đây, túi mật căng rất là to. Đây chúng ta thấy thành nó cũng dày không? Thành nó khá dày đấy, chứng tỏ nó cũng có phù nề ở cái túi mật rồi.
nên nó tại sao nó phù nề, nó căng quá thì sao nó sẽ cản trở cái hồ lưu tĩnh mạch, cho nên túi mật nó phù lên. Cũng có trường hợp nó căng quá, nó chuyển sang giai đoạn của túi mật cấp luôn. Nó căng quá mức nó thiếu máu, chuyển sang túi mật cấp nha. Yeah. Nó thấy là tới đây thật, nó dày không dày nhưng mà tăng quang đều hết đúng không, xuống tới cái màu chậu nó còn thấy đấy túi mật, màu chậu ở đây thấy cái túi mật còn ở đây nữa. Qua khỏi màu chậu vẫn thấy còn thấy túi mật tới đây mới hết, nghĩa là qua khoảng màu chậu khoảng dài cm cũng còn thấy cái túi mật, lá túi mật, cái tổ túi mật nó rất dài, nó hồng hồng bút dưới cái lá túi mật, hồng ở dưới màu chậu nha. Yeah. Rồi xem cái gan, cái gan hình này thì không thấy nhưng mà cái hình cắt dọc thấy rất đẹp. Đây gan đây bạn thấy không, em hãy xem cái hình này thấy không, thấy gan gan phải nó phì đại, mà nó phì đại quá không? Giống như là một cái khối sờ, giống như cái khối cái sờ tưởng là cái khối, tưởng là thận to, quá ra cái gan phải nó phì đại đến mức nó thòng xuống tới luôn, tới màu chậu luôn nè, gần tới màu chậu luôn. Đây hình nè, cái gan phải nó phì đại không, nên cứ tưởng là cái khối nào đấy, tưởng là cái thận to nhưng cái gan phải nó to nha. Và vì thế cho nên nó vừa tiếp xúc với thành bụng trước, vừa tiếp xúc với thành bụng phía sau, cho nên dấu hiệu chạm thắt lưng cũng dương tính nha. Xem hình này thấy nó phì đại cả bên thùy trái nè, chứng tỏ gan này nó phì đại cả hai thùy luôn đúng chưa. Cái này nó phì đại sao do tắc mật, mà trên cái nền mô gan bình thường cho nên nó to như thế, to như thế. Và cái bờ nổ tù đường mật trong gan giãn rất to, mật trong gan đây nha. Đây cái hình này chúng ta thấy cái túi mật hồng rất tốt ở dưới luôn nè đúng chưa. Rồi xem cái hình này biết ngay là tắc ở đâu. Xem hình này, đây là túi mật nha, đây là ống mật chủ. Nó thấy ống mật chủ là nó cái đầu nó to tới tận cái tận cùng của nó luôn, mà cái đầu tận cùng của nó tròn chứ không phải là nó bị vuốt nhọn, hiểu không, nó tròn chứ không phải vuốt nhọn. Đây nè, cái hình ảnh tắc mật, cái mật chủ rồi cái chỗ tắc của nó tròn như thế này là gì, là u bóng ba te. Còn nếu là u ống mật chủ hoặc là ở ngoài nó ép vô, là u đầu tiện ép vô thì túi mật nó sẽ bị, ống mật chủ nó sẽ bị vuốt nhọn. Thì nhìn cái hình này nó cũng, tôi cũng chẩn đoán ngay là trường hợp này u bóng ba te ha. Rồi đây là một trường hợp tắc mật do u bóng ba te, nó làm cho túi mật căng rất là to, làm cho đường mật giãn rất nhiều nha, và gan nó cũng phì đại rất là nhiều luôn. Nha, phì đại đến mức độ tưởng như là một cái u gì đấy nha, phì đại cả hai thùy. Bệnh nhân này có biểu hiện là tăng áp túi mật cửa giai đoạn đầu nha, biểu hiện bằng cái gì, biểu hiện bằng cái lách nó to nha, túi mật cửa trong gan nó cũng giãn luôn, cái mạch cửa nó cũng giãn luôn ha. Rồi có gì thắc mắc không, cái này hay. Ủa hình như cái thận cũng thận to không ta, cái thận không to luôn đây nè, mà trên CT ta không có đọc thận to đấy, hàng chữ cái khối đó là thận, nên vậy chứng tỏ là thầy cũng phán đoán đúng đấy chứ. Nè, cái thận phải cũng rất là to đúng chưa, thận phải to trong khi thận trái thì như teo, thận trái thì teo, chứng tỏ trường hợp này là thận phải phì đại, thận phải phì đại nha, phì đại bù trừ với thận trái thì teo. Như vậy thì sao, cái khối đó là phía trước là gì, phía trước là cái di động lên xuống là cái gan phải to, ở phía sau chạm thắt lưng dương tính là cái thận to. Thế cho nên nãy thầy giảng mà gan phải nó to mà dấu hiệu chạm thắt lưng dương tính là cũng hơi khiên cưỡng chút xíu đúng chưa. Ngày mai đứa tranh thủ khám lại, dấu hiệu chạm thắt lưng rõ lắm, ít có trường hợp lần đầu tiên thấy hai cái tổn thương cùng lúc làm cho mình bị bối rối, nó xa chút xíu nghe, một cái khối ở vùng hông, cả hông bụng và hông lưng nha, cái khối đó lại có dấu hiệu chạm thắt lưng rất là rõ, và cái khối đó lại là di chuyển lên xuống theo nhịp thở, thì hóa ra trường hợp này là một cái gan phải nó phì đại và một cái thận phải nó phì đại, hai cái dấu hiệu cùng phối hợp với nhau ha. Mà thật ra trên lâm sàng nếu ta nói là vừa gan phải to vừa thận phải to thì khi nói là nó bối toán đoán mò đúng chưa, cho nên phải xem cái CT mới biết được. Mà CT này bác sĩ CT là không đọc cái thận phải to đấy, không có đọc đấy, thấy không nè. Rồi tất cả mọi chuyện đây, hình này rất là rõ, hình này rất rõ
Nha, như vậy thì sao cái khối mà chúng ta sờ được ở thành bụng trước đó là cái khối này nha, và nó di chuyển lên xuống theo nhịp thở và có bò tù. Còn cái khối mà nó chạm ở phía sau là cái khối này, nó là cái thận phải. Thận phải này nó to cho nó phì đại do cái gì, do thận trái nó bị teo teo không hả, teo không, cũng không teo lắm ha, đúng không? Mà thận phải này là to quá rồi, to nha. Đài bể thận có giãn nở không? Có giãn nở không? Chắc không có đâu, không có giãn nở đài bể thận đâu nha. Như vậy cái thận trái nó thận phải nó phì đại do nguyên nhân gì chưa biết, chứ mà thận trái chắc không teo đâu. Đá đây uống nước không ta, chắc cũng uống nước không ta, hình như cũng có uống nước cái thận đấy, hình như thận hai bên cũng có uống nước đấy. Có uống nước không, hệ thống đại thận nhưng nó có giãn không hả? Chắc là có giãn hệ thống đại bể thận. Quên nào, bạn nào mang cái phim xuống chụp cái hình lại, rồi mang xuống dưới nhà bác sĩ CT đọc lại xem ha. Cái kết quả ta đọc không có ghi nhận những gì cái thành hết, không ghi nhận gì hết. Rồi thôi, kết thúc đây.